bạn cần giúp đỡ ở nơi công cộng, đừng yêu cầu điều đó với cả một nhóm người. Thay vào đó, hãy tiếp cận từng cá nhân riêng lẻ. Vì hiệu ứng người ngoài cuộc nên cả nhóm người đó có thể sẽ không giúp bạn đâu. Lý thuyết tâm lý xã hội này cho rằng người ta sẽ có xu hướng ít giúp đỡ bạn hơn khi có nhiều người xung quanh. Họ cho rằng một người khác trong nhóm sẽ đứng ra giúp bạn. Nếu bạn đang lái xe trong thành phố hoặc một khu vực nào đó được sắp xếp theo dạng lưới và nghĩ rằng mình đang bị theo dõi thì hãy rẽ phải hoặc trái 4 lần. Bạn sẽ về lại đúng nơi bạn đã từng đi qua lúc nãy, và nếu chiếc xe phía sau bạn cũng như thế thì có thể bạn đang bị theo dõi. Đừng về nhà mà hãy cố gắng cắt đuôi họ. Nếu bạn đang ở ngoài trời khi một cơn bão đang ấp đến và lúc đó tóc bạn dựng lên, hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Tóc bạn bị tĩnh điện như vậy có nghĩa là các điện tích dương đang tăng lên trong cơ thể bạn và tiến về phía các điện tích âm của cơn bão. Có khả năng bạn sẽ bị xe đánh. Nếu không có chỗ trú ẩn, hãy ngồi xổm xuống đất, nhón lên bằng mu bàn chân, đặt tay trên đầu gối và đặt đầu vào giữa. Thu người càng nhỏ lại càng tốt, nhằm giảm thiểu bề mặt tiếp xúc với mặt đất và thiệt hại do sét. Luôn mang theo một chiếc gương nhỏ bên mình khi đến những nơi vắng vẻ, vì nó sẽ có ích khi bạn bị lạc. Nếu bạn đang kẹt ở sa mạc và thấy một chiếc máy bay bay trên đầu, hãy hướng gương về phía ấy để phản chiếu ánh sáng. Nếu bạn không có gương, hãy ra hiệu cho máy bay trên cao bằng cách vẫy cả hai tay lên và xuống. Nếu bạn bị kẹt ở đâu đó cùng với xe của mình thì cũng đừng bỏ xe lại nhé. Nếu không ở cạnh phương tiện, những người cứu hộ sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm bạn đấy. Không giống như những gì thường được thông tin trên TV, khi ai đó sắp chết đuối, họ sẽ không vẫy tay hoặc kêu lên. Họ sẽ ngửa đầu ra sau, chìm xuống nước, đồng thời cố gắng giữ miệng ở trên mặt nước bằng cách sử dụng cánh tay. Khi bạn thấy một người nào đó có vẻ như đang trôi nổi hoặc bập bềnh và cố gắng đưa đầu ra khỏi nước bằng cách cố ngoi lên thì có nghĩa là họ cần được giúp đỡ. Nếu bạn không biết bơi mà bị rơi xuống vùng nước sâu thì đừng có hoảng sợ. Hãy nín thở và để người nổi trên mặt nước, giữ lưng và chân thẳng. Sau đó thử thực hiện những cú đá nhỏ để đưa cơ thể lên trên mặt nước. Nếu bạn đang cố gắng cứu một người không biết bơi, đừng bao giờ đến gần họ theo hướng trực diện. Có thể họ sẽ kéo bạn xuống trong cơn hoảng loạn đấy. Hãy quan sát họ từ phía sau, quàng tay qua ngực họ và đảm bảo tay họ không hướng về phía bạn. Nếu họ chộp lấy bạn, họ có thể sẽ kéo bạn xuống nước. Hãy cố gắng bơi bên dưới họ, rồi bơi lên nhưng giữ khoảng cách một chút để cố gắng giúp họ một lần nữa. Nếu gặp phải một con gấu xám thì hôm nay không phải là một ngày may mắn rồi. Đừng bỏ chạy hay nhìn vào mắt nó. Hãy từ từ rời đi nếu nó không ở gần bạn. Còn nếu nó tấn công, hãy đứng yên. Bạn không thể chạy nhanh hơn gấu đâu. Cất tiếng với một giọng nói đều đều rõ ràng và không la hét. Nhưng trước đó, bạn nên tìm hiểu xem có gấu xám ở nơi bạn sẽ đi du lịch hay không và đem theo bình xịt hơi cay hoặc thuốc xịt gấu. Nếu con gấu cách bạn khoảng 7,5 mét, hãy sử dụng bình xịt. Nếu nó tấn công bạn, hãy cuộn tròn người như một quả bóng và nằm xuống đất. Giữ yên lặng, đừng cử động hoặc hoảng sợ cho đến khi con gấu bỏ đi. Còn nếu một con gấu Bắc Cực đang đuổi theo bạn nhưng nó ở rất xa, thì hãy thả quần áo xuống đất, mũ, khăn quàng hoặc áo sơ mi và bỏ chạy. Gấu Bắc Cực có một khoảng chú ý ngắn nên có thể sẽ dừng lại để ngửi quần áo của bạn. Việc này sẽ cho bạn một chút thời gian để đi đến nơi an toàn. Nếu bạn gặp cả hai loài gấu một lúc, thì đừng quên nhắc tôi là không được đi chơi cùng bạn nhé. Tiếp tục nào, nếu ai đó bị vừa nghẹt thở vừa bị ho, thì đừng can thiệp gì cả. Ho có nghĩa là không khí có thể vừa đi vào và đi ra, và họ đã bị tắc nghẽn đường thở một phần. Nếu trợ giúp, bạn có thể sẽ tạo ra một luồng không khí ngược, như thế thì hoặc có thể đẩy lùi nguy hiểm, hoặc gây ra tắc nghẽn toàn bộ. Cứ để họ ho, và chỉ giúp đỡ khi họ không thở hoặc ho được. Khi bị kẹt trong một dòng nước chảy xiết, đừng bao giờ bơi ngược dòng, bạn sẽ khiến cơ thể mình mệt mỏi, và việc này không mang đến một kết cục tốt đẹp đâu. Hãy bơi nhanh và song song với bờ thật bình tĩnh và thoải mái. Ngay cả khi bạn bị giạt khỏi bờ thì vẫn có thể thoát khỏi dòng nước và bơi lại vào bờ. Ngón tay cái là phần yếu nhất của một nắm tay. Nếu ở đó kéo bạn bằng cách chộp lấy cổ tay, đừng vặn cánh tay bạn. Hãy cố gắng mở bàn tay của họ ra, bắt đầu ngay từ vị trí ngón tay cái của họ. Hãy thông báo cho cơ quan nhà nước nếu bạn đi nước ngoài. Ở Mỹ và một số nước phương Tây, bạn có thể thông báo với Bộ Ngoại giao rằng bạn sẽ ra nước ngoài. Trong trường hợp có thiên tai hoặc xung đột chính trị, họ sẽ biết rằng bạn cần được sơ tán.
họ cũng sẽ cập nhật cho bạn những điều xảy ra ở quốc gia bạn đến để bảo vệ bạn khỏi rắc rối. Nếu bạn ở trong một đám đông đang dẫm đạp lên nhau thì bạn sẽ gặp rắc rối to nếu bị ngã xuống đấy. Đừng cuộn tròn lại như quả bóng và chờ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc. Giải pháp này có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn. Hãy cố gắng nắm lấy chân ai đó khi họ chạy qua bạn, để bạn có thể đứng dậy và tiếp tục di chuyển. Thỉnh thoảng những buổi cắm trại sẽ kết thúc bằng việc một ai đó bị lạc. Nếu bạn đang đi cắm trại và phải rời khỏi đó thì hãy mang theo than hoặc thanh gỗ đã đốt. Hãy dùng chúng để vẽ lời nhắn lên cây, đá hoặc khúc gỗ. Dấu vết này sẽ lưu lại trong nhiều tuần và đội cứu hộ sẽ dễ dàng tìm ra bạn hơn. Luôn mang theo cây kim trong hộp sơ cứu. Nếu bị lạc, bạn có thể dùng nó để làm la bàn đấy. Trước tiên, bạn cần từ hóa cây kim bằng cách chà lỗ kim vào tóc, lông hoặc lụa khoảng 100 lần. Đổ lấy nước vào bình, đặt một chiếc lá lên mặt nước và đặt cây kim lên lá. Nó sẽ bắt đầu chỉ hướng Bắc Nam. Sau khi gọi tổng đài khẩn cấp, trước tiên hãy cho họ biết vị trí chính xác của bạn rồi đến vấn đề bạn gặp phải để ngay cả khi đường dây bị ngắt thì họ vẫn sẽ biết nơi để đưa cảnh sát hoặc xe cứu thương đến. Nếu trong nhà bạn có mùi tanh, hãy gọi ngay cho thợ điện có bằng cấp nhé. Nguyên nhân có thể là do nhựa bị đốt quá nóng bên trong các thiết bị điện và có thể dẫn đến cháy nổ. Vấn đề này có thể bắt đầu từ ổ cắm, công tắc, cầu giao điện hoặc thứ gì đó khác. Mùi giống như bạn đang nướng cá trong lò vậy. Nếu bị rắn cắn, có một số cách để biết vết cắn có độc hay không đấy. Bạn có thể hỏi con rắn, nhưng có thể nó sẽ không cho bạn biết đâu. Rắn độc thường có nhiều màu sắc và có con ngươi giống của mèo. Hãy quan sát vùng da bị cắn. Nếu có hai vết thương sâu, rất có thể bạn đã bị rắn độc tấn công. Nếu vết cắn là dấu của những chiếc răng sắc nhọn nhỏ có hình chữ U, thì có lẽ nó không có độc. Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa thì cũng hãy gọi cứu thương và chụp ảnh con rắn lại nếu bạn có thể nhé. Dùng miệng để hút nọc độc ra ngoài còn nguy hiểm hơn. Có nhiều khả năng bạn sẽ bị ngộ độc hơn là loại bỏ được chất độc ra khỏi cơ thể đấy. Nếu đang di chuyển mà thời tiết đang có nhiệt độ đóng băng thì bạn sẽ có nguy cơ bị tê cóng. Lúc đầu một phần cơ thể sẽ trở nên cứng và nhợt nhạt. Sau đó bạn sẽ cảm thấy đau nhức, châm chích và tê. Để tránh bị tê cóng, hãy thoa sáp dầu lên mũi, tai và các đầu ngón tay, ngón chân. Giờ bạn đã biết cách xử lý trường hợp này rồi phải không? Điều này làm tôi muốn nhắc bạn thêm rằng nếu cơ thể đang run rẩy khi ở trong thời tiết giá lạnh thì bạn vẫn an toàn. Cơ thể đang cố gắng làm bạn ấm lên bằng cách co cơ. Nhưng một khi bạn không còn run nữa và thấy mệt mỏi kèm theo đó là muốn đi ngủ, thì hãy tìm một nơi ấm áp ngay lập tức. Bạn đang có nguy cơ bị hạ thân nhiệt đấy. Bạn sẽ cần một miếng gạc ấm trên ngực, cổ hoặc bụng dưới. Đừng bao giờ chườm khăn ấm lên tay hoặc chân. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể đẩy máu lạnh trở lại tim, phổi hoặc não, khiến nhiệt độ cả cơ thể của bạn giảm xuống. Nếu bạn bị lạc và cần uống nước từ một nguồn nước tù đọng, hãy luôn đun sôi để lọc sạch nước. Nước chưa qua xử lý có chứa vi khuẩn hoặc các loại dầu và hóa chất khác có thể gây hại cho bạn. Nhiệt độ và thời gian chính xác bạn cần đun sôi nước phụ thuộc vào độ cao bạn đang ở. Để an toàn, hãy cố gắng đun sôi nước trong 3 phút. Khi dầu ăn bắt đầu sôi, chúng sẽ bốc hơi và sau đó bắt lửa. Nếu điều này xảy ra, hãy tắt bếp và đừng nhấc nồi lên, mà hãy đậy nó bằng nắp kim loại. Lửa sẽ không cháy được nếu không có nguồn oxy. Hãy sử dụng baking soda để dập tắt các đám cháy nhỏ từ dầu mỡ. Bạn sẽ cần rất nhiều baking soda đó và chỉ sử dụng mẹo này khi lửa nhỏ thôi nhé. Đừng bao giờ sử dụng nước, nó sẽ làm dầu bắn lên và đám cháy sẽ lan ra. Bạn hiểu tất cả những mẹo tôi chia sẻ rồi chứ? Tốt lắm,